Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review collagen dạng bột Ever Collagen Tam 90g 3g nhân 30 gói giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Mô tả sản phẩm: Collagen dạng bột tươi, xuất xứ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc thương hiệu Ever Collagen, định lượng hộp 30 gói, 30 ngày. Một liệu trình 3 hộp đối tượng nên dùng: người sau 25 tuổi muốn duy trì làn da mịn màng, tươi trẻ chống lại biểu hiện lão hóa, người muốn loại bỏ vết thâm nám, tàn nhang, da không đều màu. Người bị nóng, nổi mụn, tăng cân khi sử dụng các loại thực phẩm chức năng khác, người hay phải di chuyển Cần tìm một phương pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản, hiệu quả cao, sản phẩm thuộc thương hiệu Ever Collagen, thương hiệu Collagen số 1 tại Hàn Quốc. Được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cấp chứng nhận KFDA là sản phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe. Chứng nhận hiệu quả kép, dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa tác hại của tia cực tím lên da, Ever Collagen Tam. Là Collagen thủy phân từ các biển sâu, hay còn gọi là Collagen peptide, giúp tiếp cận nhanh chóng kích thích sản sinh collagen và axit hyaluronic trong da giúp da khỏe mạnh, tươi trẻ hồi phục độ đàn hồi của da và xóa mờ vết nhăn. Ever Collagen bao gồm 15% chi peptide với hiệu quả loại bỏ nám tàn nhang gấp 3 lần collagen thông thường. Hạn chế tối đa lượng dư thừa, hoàn toàn không gây nóng, tăng cân khi sử dụng, không có tác dụng phụ. Dạng bột tươi tiện lợi với gói nhỏ là dạng điều chế tốt nhất, gói dạng bột tươi có thể sử dụng trực tiếp luôn mà không cần nước thơm ngon, dễ uống, không mùi và tan ngay trong miệng. Dạng điều chế với khả năng hấp thụ và phân phối nhanh nhất trực tiếp đến các vùng cần collagen như da, xương, dạng gói tiện lợi để mang theo đến bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng.